Trước hạn chót chốt số ngoại binh giai đoạn 1 V-League năm 2023 đến năm 2024, câu lạc bộ Hà Nội FC đã quyết định chiêu mộ tiền đạo Dinason Pereira Jr. Cầu thủ 28 tuổi người Brazil từng được chuyên trang Transfer Market định giá 1,3 triệu euro, hơn 33 tỷ đồng Việt Nam. Theo quy định của ban tổ chức V-League năm 2023 đến năm 2024, các câu lạc bộ phải chốt danh sách ngoại binh đăng ký cho giai đoạn 1 trước khi vòng 3 bắt đầu. Đúng như các tin đồn gần đây, một số câu lạc bộ lớn đã thay đổi ngoại binh vào phút chót. Đáng chú ý, câu lạc bộ Hà Nội đã âm thầm chiêu mộ tiền đạo người Brazil, Dinason Pereira Jr., hay còn gọi là Danny Jr., theo dạng chuyển nhượng tự do. Đầu năm nay, Danny Jr. khoác áo ở về thi đấu ở giải hạng nhì Brazil và tỏa sáng với 4 bàn sau 9 trận đấu. Tuy nhiên, anh không được ký hợp đồng mới và đồng ý đến câu lạc bộ Hà Nội thử việc. Dinason Pereira Jr. sinh năm 1995 và trưởng thành ở lò đào tạo Fluminense. Tiền đạo này chuyển đến Tây Ban Nha khoác áo Granada từ rất trẻ nhưng không thể chen chân vào đội 1. Sau đó, anh lưu lạc một loạt câu lạc bộ từ Brazil, Saudi Arabia cho đến Bồ Đào Nha. Năm 2019, Dinason Pereira Jr. từng được Transfer Market định giá 1,3 triệu euro, hơn 33 tỷ đồng Việt Nam, khi thi đấu cho câu lạc bộ Saudi Arabia Al-Faisaly. Để lấy chỗ ngoại binh cho Dinason Pereira Jr., câu lạc bộ Hà Nội quyết định loại tiền đạo cánh Milan Zvetojevic. Trước đó, đội đương kim Á quân đã gạch tên Kean và Damien Letalek. Như vậy, Dinason Pereira Jr. là một trong bốn ngoại binh mà câu lạc bộ Hà Nội đăng ký cho giai đoạn 1 V-League mùa này, bên cạnh Brandon James Wilson, Marcos Antonio Almeida, Marcao và Joe Taguio.